Lắc mới nay quậy dữ rồi con. Tội nghiệp ba con có Yến à. Đó có chú anh chị thấy không, nó quậy. Là lý do hồi sáng mình nói chuyện với ấy đó. Nói chung ra quay qua làm không kịp thở với nó luôn á. Ừ. Vừa làm vừa quậy vừa coi, vừa làm vừa quậy vừa coi. Phải nó lớn, phải nó lớn, phải nó lớn người ta nhận là cũng đỡ rồi nữa. Ừ. Nếu mà đó. Nếu mà bên bệnh viện nhận là anh thấy anh chấp nhận đưa con đi rồi phải không? Thì nhận là gọi đó mà nó còn hả? Nhỏ, còn nhỏ xíu à. Ta nhận bự không à. À là bệnh viện là không có nhận cái tuổi nhỏ phải không? Nó còn nhỏ gì nè, về gán coi chừng nó đi. Ừ. Với nó còn nhỏ quá. Chưa đủ tuổi nữa. Dạ. Đó, bởi vì bệnh viện ở trong đó em thấy nó nhận người ta thấy bự bự không à, người báo cũng tuổi rồi, rất lớn không à. Ừ. Để Yến ăn đi con. Rồi luôn. Giờ gán đi mấy năm nó đủ tuổi đưa nó vô chạy luôn nó không hết. Thì bây giờ em phải gán coi à, nó gán chừng nữa rồi. Bữa nó có cũng mà cũng có ông bà con làm trong bệnh viện thằng nó con về gái giữ đi chứ nó còn nhỏ quá đưa vô cũng không được đó. Dạ. Là ông làm là trưởng ở trong đó đó. Chứ em thấy nếu ở nhà nó còn thoải mái vậy nó còn quậy nó không chi để gì đó nó bị bốn góc tường á nó khó chịu lắm. Nó đập dữ trời lắm. Ừ. Dạ. Chứ tội nghiệp nó nhỏ nhất vậy để trong mà. Đó. Mà ở lần ở đây là em hỏi nhờ bác là bác Tâm kêu bác Bảy không á? Kêu bác bảy nó còn nhỏ không được coi ổng làm trưởng ở trong bệnh viện khoa tâm thần luôn đó. Ý là mình có đi hỏi là kiếm đường để đi gửi trong trại phải không? Đấy rồi bữa đợt lấy thuốc hỏi hoài gì. Ừ. Hỏi là dạ. Là ổng mà con chú bác dưới đây ổng làm trưởng giống luôn đó. Dạ mà mới nó nhỏ vậy con về gán giữ nó đi con ơi, gửi vô đây đâu được, đây tao nhận bự không à. Dạ chứ đâu phải ví dụ như nó phải gửi đưa vô là gửi được đâu. Ừ. Trời lần là lúc em tính gửi ra được là em đi làm lâu rồi. Ừ. Gửi thử một cái mà là chồng nó còn nhỏ về gán giữ nó đi, nó chưa đúng tuổi nữa mà. Ừ. Nó nhận bự không à. Đúng rồi, nói chung những cái trại lớn em có thấy rồi nhưng mà không có ai bằng tuổi bé. Thì nhỏ nhỏ không à. Không ai giống bằng Yến đâu. Em hỏi mấy lần rồi, tính đổi được rồi. Mấy bé mà nó bị động kinh như vậy đó thì mình ở nhà mình nhỏ nhẹ chăm sóc nó thì nó đỡ hơn. Ngày qua là ngày qua em ru luôn, hôm qua đâu có không quậy không vậy, hôm qua là em ru luôn đó. Rồi có bữa nay có nghe điện thoại bị bị nữa. Là mỗi lần anh nghe điện thoại ở ngoài là bắt đầu nó mà nhưng mà nó nằm giống á, mình nghe trốn đừng cho thấy là được. À. Còn mà nó thấy một cái là nó vô nó. Ý là nó thấy anh gọi điện thoại video phone. Đó là lên nó quýnh như sáng vậy kêu quay cho nó coi nó đế vô đây một cái nhán lửa ra một khúc luôn. Ừ. Rồi nó đập hơi một vô cái sắt đó. Đập bùng 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 mà má mới tính đâu gì mà chạy tự ra đập đầu nó phải không? Tự đập bên đó. Ừ. Rồi cái tắt điện thoại cái đầu nó hết. À tắt điện thoại cũng như là anh không nói chuyện với người ngoài nữa bắt đầu nó hết. Là nó hết á. Nó ổn rồi. Nó bị ám ảnh mấy ngày trước á. Hình như nó muốn xa anh đâu. Bởi vì nhầm người không biết đó mình đã hỏi qua rồi hết trơn rồi. Người ta không có nhận thì phải chấp nhận phải giữ nuôi nó thôi. Ừ. Còn cái hồi đó em là đi gửi là chưa có ai nói chừng là tự em đi lên luôn đó. À có đi đăng ký là hỏi gửi rồi không? Tự đi lên luôn mà tại người ta không nhận rồi nghỉ đó. Ừ. Đi hồi năm ngoái lận. Dạ. Mà năm ngoái lận em hỏi hồi năm ngoái lận chưa đúng tuổi nữa. À. Năm ngoái. Đâu ai nhận đâu, mình nó nhỏ mà. Nhận bự về rồi em vô chỗ đó em thấy nó nhốt lại đó. Toàn là bự không à. Không có nhỏ. Ừ. Nhà thương trong này nó lớn lắm nè. Đúng rồi, Bạc Liêu khoa tâm thần lớn lắm. Trời ơi, em lấy nó chạy vòng ta lấy thuốc cho nó đang đi về nữa. Ừ. Gửi đâu được đâu. Ừ. Đi chọi tới đó luôn rồi. Chửi vậy. Ê. Ta ngồi bên kia đâu có làm gì con đâu mà con lấy đồ đi chọi. bởi vì em nói anh mấy người á mà không có còn bệnh á nói sao không được nữa. Dễ lắm rồi có thử đi rồi biết liền. À. Ừ. Dễ lắm, muốn nói sao cũng dễ lắm. Chú nằm trong tình huống thì mới hiểu cái cảm giác đúng không? Lo cho nó là phải lo, vừa lo trong nhà cửa vừa lo trong vừa lo ngoài luôn, vừa lo cho nó luôn, cái đó là mới ok.
chứ mà không có nói khơi khơi người ta là mang tội rồi đó. Con không tin đây nè, khỏi đây làm giống như em nè, làm giống như em nha, lo giống như em nè, từ trong bề ngoài là làm giống như em, đi làm nuôi nó giống như em vậy đó, giống như em mấy năm trước vậy đó, có làm được gì không thì làm y em làm sao làm vậy đi, chứ đừng nhầm khi không thấy nói khơi ở ngoài đâu là đâu có cái gì đâu. Còn cái này em nói sự thật mà, tại vì em nằm trong tình huống đúng không, em nằm trong tình huống này đã nhiều năm rồi, em biết rồi, nhiều năm qua là em đã biết rồi. Ủa khoái sức dầu hả? Nó riêng. À sức dầu thê liền ha. Yeah. Sáng bữa nào cũng chạy đi khơi chứ ha. Ngày nào như ngày nói gì đó. Có dầu vô là nó hít dữ à. Hút hình như nó giống được coi. Nó hử dầu vô nó thông não sao à? Nó riêng dầu. Nó phai dầu. Đó hết la đó. Bởi vì làm sao cho nó sức cho nó riêng. Đâu chấm vô miếng coi, người ta đang hửi kìa. Chấm bên kia nữa không? Không phải dầu đó. Nghĩ rồi đủ đồ. Đủ đồ rồi. Làm cái gì ta cũng đủ đồ là ta mới nghĩ chứ. Nè nào. Nửa rồi. Nửa rồi. Nửa rồi. Đi đi đặng nằm giỏng đi, đặng nằm giỏng đi coi. Nè. Hả? Sao? Đừng có chiều nó, anh chiều nó là nó hư. Nó để em hết thấy đường luôn mà má ra má cầm điện thoại nói chuyện như vậy nữa. Để em hết thấy đường luôn. Nóng thì mà đâu để cái rớt nước mắt luôn. Ý tưởng không khóc được đâu. Chiều giọng nó là nó hư. Nhìn nó hết thương rồi con. Trời ơi. Rồi vậy đây. Chịu đau quen rồi. Chịu quýt. Rồi gọi nó. Mà gọi nó cụm em á, cái đầu em muốn sưng luôn mà coi cái đầu nó không có. Kỳ thiệt. Này thiết đồ không hay sao á? Dán hết bệnh đi con. Bữa nay em gọi đầu nó. Gọi đầu gọt cho nó. Không ra không có gọi nó không cho. Ù bữa nay em gắn kiệm gọi nó. Ngay cho gọi hả? Gọi đó. Gọi đâu chịu đâu, vụ ngọt nó ngồi cái nó chơi gọi. Nó cười hắc. Rửa sạch sẽ cho nó sạch sẽ. Ô trời em đóng cửa này là em đóng cửa trước lại biết sao. Đặng không đóng lại là nó chuột chằng là vừa cởi nó ra là nó chạy vòng khơi lôi nó vô nó mới chịu tắm. Mỗi lần tắm là cái gì hả? Mỗi lần tắm là vậy đó. Nó chạy vòng mới khởi độ ra là nó chạy vòng khi chạy tới nhà dưới luôn. Rồi lôi nó lên rồi dụ ngọt con ơi tắm ngọt rồi nó mới chịu tắm đó. Làm bộ tắm cho mát con này kia đâu. Rồi tôi mới chịu vất vả luôn. Tắm rồi cái khỏe. Vài ngày mới gọi làm cái gọi hoài đâu chịu đâu. Dạ, tầm 2 ngày 3 ngày gọi lần. Nó thay đó, lấy xà bông nó gọi nó đó. Không gọi. Tắm rửa cho nó sạch sẽ nhiều khi anh gọi đầu nhiều khi nó tỉnh táo nó mát mẻ hơn. Nhiều khi nó không chịu, em tắm từ miếng này cho xuống mà. Nó mát chút nó cũng đỡ. Lâu lâu mới gọi kiểu này nó không chịu. Làm vô con mắt nó cay hay gì á. Gọi bữa nay gọi. Gọi vụ nó cái nó cho gọi. Cột. Sáng uống thuốc là mấy giờ? Rồi sáng em tới 9 giờ mới chú. Ừ, sao vậy? Em tính cho nó rồi sáng ăn vòng rồi em làm rồi này nè rồi em quên á. Tới 9 giờ luôn. Nó làm tới 9 giờ nó cũng không ngủ luôn. Tới 9 giờ cho uống luôn. 9 giờ mà uống giờ này tới uống tới mấy giờ mà nó chưa ấy sao mấy tiếng rồi. Ờ mà nó không ngủ. Còn cử chiều là bắt đầu nó buồn ngủ phải không? Cử chiều 5 6 giờ em chú rồi. Ừ, là nó buồn ngủ phải không? Là cử chiều 5 6 giờ thì Vũ nó vô mùng. Khi á nó vô rồi phải không? Em đang nằm nó đi ra nó bưng cơm ăn. Gì tại tối mà. À? Hôm qua thì có cá kho mua cá đó, ra chợ mua cá. Kho nó ra nó ăn, nó ra vô nằm chút rồi. Nó ra nó ăn cái nữa rồi nó mới chịu vô nằm ngủ. Thôi, ăn đêm luôn. Rồi nó vô nó cười, nó giỡn, nó quýnh em phun miếng rồi nó ngủ. Cái gì hoài? Nó giỡn anh phun miếng. Chỉ chứ cái bà nó ngoài bà nó thằng con bà cũng vậy, nó phun miếng vậy đó. Chứ phải luôn, mà đổ anh ta nó giật lên nói lại trang nhỏ này luôn. Bà nói chừng nào mà anh uống cả 20 ngày á, thấy nó bị khác thì ngừng lại đừng cho nó uống. Rồi cái đầu vài ngày nó cho uống nữa. Bây giờ mình uống thuốc ở Đồng Nai đó mấy bữa là anh nhớ không? Cỡ mười mấy 20 ngày đó. Cái sách đó là lúc điện cũng nó quên luôn. Tới dưới bỏ chạy lên đó.
cái nhà lồng á hả? Cái nhà lồng á, nó quến vô á, tại vì đang nghe điện thoại á, đưa chế nó kêu vậy, nó kêu gọi á, gọi nó đó. Vậy là không cho nghe điện thoại với ai chứ. Rồi không cho nghe, nó quến vô bung 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 mạnh má mà chạy lên. Rồi đẩy đẩy em vô đây đâu thấy được, nó đưa cho má coi. Anh vẫn mua đưa cho nó ăn vậy thì nó ư vậy đó. Cái thật nó vậy đó. Đi đâu vậy? Đi đâu? Đây coi, đây coi, đây coi. Ba không có đi đâu, ba ở đây nè. Nè, lấy mì cho ăn đi. Dụ nó lấy con mì cho. Nè, lấy mì, ăn mì không? Ăn mì không? Lấy gì cho nó ăn, đỡ buồn đi. Nè, lấy con mì. Nè. Ăn mì sống vậy hả? Nãy thì ăn xào. Thì nói chuyện điện thoại là gì đó. Nó quấn. Tới gì? Má bà tính đâu cái gì mà chạy lên. Nó cho nói điện thoại với ai ấy chứ. Nói chuyện với gì Năm đó. Dạ. Cái sao đâu, nó là có ai nó vậy đó. Nó điện nghe điện thoại nhà cũng vậy hả? Không, nghe điện thoại mới vậy đó. Sáng nghe điện thoại là vậy. Nghe điện thoại cũng như đưa cho nó không chịu. Đưa cho nó gì nè, quay gì vậy, quay cho nó coi á. Ừ, nó sợ giống mấy ông kia làm hổm đúng không? Ừ, giống làm hổm làm. Mày sống vậy hả? Có người nói đừng đưa thì bà đó, nó nói coi thì bà nào làm hung gì đấy, làm hung đấy. Nói gì đó. Nhỏ ở trên quận 12 nói gì đó. Nói đừng có cho thì bà ấy, có thì bà là làm hung chừng đấy đó. Đúng rồi. Chứ đừng có cho uống bùa bậy bạ bla bla. Không có uống à, nào giờ đừng có cho uống à. Không có cho uống đâu uống. Nó là nó cũng làm cũng coi cho người ta đó mà nó giận vậy đó. Nó giận nó là nhỏ này. Nó không có ấy đâu, đừng có đi thì con không có hết đâu. Bị giò lông thuốc cho đỡ đỡ. Tâm lý thôi, cái đầu nó bị ảnh hưởng. Rồi nó em tính là bữa nào ấy quá trời rồi. Cái em đưa nó vô cho chạy. Cái nó nói thôi đừng đưa vô tôi gẹp nhỏ đó. Cho anh cũng muốn là đưa con vô tôi chạy nó ở đó không? Rồi, bây giờ con em nó bệnh gì nè, rồi bây giờ vợ cũng bỏ rồi đưa nó vô chổng tội nghiệp nó nữa. Đó, bỏ mình lên nó tội nghiệp nó lắm. Ừ. Có hai cha con thôi kệ đi, bây giờ ở đây gán lo cho nó này chừng cũng đỡ đi, có hai cha con bỏ vô tội nghiệp lắm. Cũng quen rồi ha, cũng quen mười mấy năm rồi ha. Thì bởi vì cũng quen nhiều năm rồi, bỏ nó vô chạy thì tội nghiệp nó. Rồi mẹ nó thì bỏ nữa. Ừ. Đó, có cái gì đem vô chạy là nó đập đầu trong đó là ai đập biết đâu. Nó đập trong đó chịu không nổi đâu. Nếu mà đập quậy quá thì người ta không phải chết mà tội nghiệp nó lắm. Thôi có hai cha con chạy tới đâu hay tới đó gắn giữ gắn nuôi nó. Ừ. Đấy. Dù gì ai cũng không bằng người cha đâu. Dạ. Người cha mình là săn sóc là tốt hơn. Dạ. Thà mình chịu cực khổ đi. Chịu cực khổ. Mấy con chịu cực khổ đi. Rồi. Không đâu có đem vô đâu. Tính đem vô. Nó bực tức được thế không? Tính ra rất là nhiều anh chị biểu là nói đem vô đó đó. Để gửi đó. Cứ để nó ở nhà nó hành hoài. Bây giờ nó hành cũng có hai cha con à. Nó hành cũng hành em nữa. Mà có hai cha con thì thôi bỏ đầu gán luôn và chịu cực luôn. Ừ. Có thể mình săn sóc vẫn tốt hơn á. Dạ. Đem vô chỗ mà nó đập đầu này kia tội nữa. Dạ. Tội nghiệp nó thôi. Bây giờ lỡ đeo biết bao nhiêu năm rồi nó bị. Giờ mình gán lo cho nó. Giái thử có trời Phật độ hộ sau này nó hết thì sao. Dạ. Tự nhiên cái ai cho cuộc phép vô đây nè, phép vô nó hết rồi, cho cha nó bất khổ nè ha, thông minh lên luôn ha. Mặt này mặt thông minh lắm á, giỡn đâu. Chứ em chịu đựng đòn roi của nó cũng nhiều rồi. Rồi sáng nó đế em một cái là em không thấy đường té ngang luôn đó, vô đây nè. Nó quýnh mình mà cộng mà nó hạ giả cũng được đó, nó cho nó hạ giả cũng được. Dạ à, nó nóng lên cơn á. Yêu cầu nó quýnh em thì em chịu đi. Rồi yêu cầu cái quả của nó hạ xuống đi mình cũng mừng đó. Để con mình, ủa bây giờ mình đổi con, bây giờ đổi bây giờ nó hết đi em chịu lại cũng được đó. Bây giờ cho em chịu đi nó hết thì em cũng ấy nè. Đổi luôn em, hả? Đổi luôn em cũng cam lòng luôn đó. Tại vì con em gái mà mình trai đâu sợ đâu. Em trai em đâu sợ, giờ em đổi luôn. Yêu cầu cho nó hết thì qua em thôi, cho em bị. Vậy luôn. Thế luôn. Thay thế còn, gì luôn hả? Thay thế tại vì em dù gì em trai em cũng đỡ đó. Thay thế luôn đó. Cho nó hết nó. Chứ tội nghiệp nó hay mà chỉ, nó lớn chỉ, rồi. Chứ nó mới có mười mấy tuổi, còn em thì quá lớn tuổi rồi đó. Qua em cũng không sao. Dạ. Dù gì cũng gần nửa đời rồi. Hồi đó ta nói 50 là nửa đời, giờ 30 là nửa đời rồi đó.
Hồi xưa á, xưa 50 mới nửa đời. Ừ. Giờ 30 là nửa đời rồi. Rồi nó còn nhỏ nè, tội nghiệp nó. Ừ. Đưa nhà đi. Ôi. Kêu đi vô nhà đi là sao? Rồi, kêu nó vô nhà nằm đó, nằm ngủ á. À, nó nói theo đó. Ê. Quánh mạnh ghê trời, nghe cái bóp luôn trời. Nó quýnh em nãy rớt nước mắt luôn mà nó quýnh cho nó không sao mà hơn nó quýnh vô đây mà nó quýnh ngay đây là mới rớt nước mắt à. Rồi, sắp xếp khi nào chụp hình lần đi anh sao? Kha. Dạ. Chụp hình một lần đi. Khỏi cần đi chụp hình một lần. Chụp hình lại cho rõ coi có bị ảnh hưởng tới não không? Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Trời. Ngoại nhạo, ngoại. Nói được cái câu ngoại nhạo, ngoại nhạo. Ngoại nhạo, ngoại nhạo, ngoại nhạo. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Đấy, lại nóng cái mặt. Cần hừng tới giờ nóng. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Xẹt một lửa ra luôn á. Ở Bạc Liêu mình cũng có chạy đúng không? Có mà. Chạy người ta còn nhỏ, ta đâu nặng đâu. Nhỏ không nhận đâu. Đâu nhận. Đây em nói có phẩm lần lấy thuốc nó rồi. Ta nó gán giữ nó đi, nó còn nhỏ tao đâu nhận. Dạ. Ta nói nó bị thần kinh mà. Ừ. Cho nó uống thuốc, cho nó uống thuốc tới vậy đi. Ừ. Chuyện ba nào? Đứa mà hôm qua em đi quay nó cũng uống thuốc đó, mà nó gì nó hiền khô à. Nó chuyện vui lắm kìa. Biết rồi, em coi rồi, nó hiền khô à. À. Uống này sao quá trời biết. Lớp mình ấy thì lớp nó hành hạ quýnh mình đó. Ờ. À. Mà nó phải nó quýnh nhẹ đâu. Bởi vì cái chuyện Mỹ mà nó mấy đứa loại nó gì đó nó mạnh lắm. Nó quýnh một cái là này chắc cái nghiệp anh đó nè. Chạy nó nói, như rồi. Em chắc cũng cái nghiệp nữa nè, rồi anh giống như anh cũng cái nghiệp nữa đó. Ờ. À. Bây giờ chị nói là thằng con trai của chị chúng thịt nhỏ này luôn nè. Ừ. Chúng thịt luôn đó. Mà con trai chị ấy 14 tuổi. Thì lớn hơn bé này tuổi gì? Lớn hơn tuổi. Đứa 13, đứa 14. Cũng hai đứa này mới gặp lại một cái rồi rồi. Ngoại nhạo. Bạch cái xóm luôn. Bạch cái xóm luôn. Gặp. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Thì tại sao? Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Còn tại sao thấy bệnh nó giống á. Mẹ, mẹ bỏ mà không nhớ mẹ, ghé ngoại. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Đi về ngoại đi, về Cà Mau đi. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Cứ vậy ha, mệt mỏi ha. Chạy, giờ đưa vô chạy, người ta chăm sóc rồi để cha chăm sóc tốt hơn. Ngoại nhạo, ngoại nhạo, ngoại nhạo. Dưới đây em cho nó thoải mái. Với lại anh cũng có hỏi bên ấy rồi phải không? Người ta nói còn nhỏ tuổi, người ta không có nhận phải không? Còn lúc đi lần ở Bạc Liêu, bệnh viện tâm thần Bạc Liêu là em hỏi là cho nó ở chỗ được không? Ừ. Người ta nói nó còn nhỏ quá, người ta không có nhận. Dạ. Là hỏi lần rồi rồi. Ngoại nhạo, ngoại nhạo. Cái chỗ lần lấy thuốc đó thì em hỏi luôn á, chỗ người ta cũng lớn chứ đâu nhỏ đâu. Đúng rồi, tầm người lớn tuổi không à? Cũng người ta vậy, thành niên lớn hết trơn rồi, chứ bé này nhỏ xíu đem vô chổng tội nó. Nhưng mà cái bệnh viện nó cũng thấy lớn nè, bệnh viện Bạc Liêu quá. Đúng rồi, bệnh viện lớn mà. Bệnh viện Hòa Thu Hòa 2 vậy dọn cũng đâu có ấy đâu. Dạ. Dọn thấy cũng đơn sơ thôi. Mỗi lần á, nó cũng có một loại thuốc cũng đỡ đỡ lắm á. Ừ. Rồi sau này nó hết, đổi thuốc. Đổi thuốc ha. Đổi thuốc, rồi nó hết á. Hết đợt á. Hết đợt đổi thuốc khác. Nhầm đợt thuốc cũng uống cũng đỡ lắm. Mà cũng cùng mà nhầm khi người ta lấy có đợt thuốc nó cũng bằng ngày uống cũng vẫn có cũng vẫn ngủ được chút nữa. À. Còn cái này thuốc này được ngủ bằng đêm không mà ngày nó không ngủ. Bằng đêm thì 7 giờ 7 7 7 giờ 7 rưỡi 8 giờ là ngủ rồi. Khỏe được vậy đó. Mà vậy sao bằng ngày uống 3 viên nó không ngủ nè. Thì bằng đêm thì anh cho uống là 4 viên. Bằng đúng không? Bằng đêm người ta cho viên âm bi. À. Cho thêm viên âm bi. Là thuốc ngủ đúng không? Đúng rồi. Không, viên âm bi nó khác, âm bi dài. Lại có viên đó, đó. Vậy là ban đêm là 4 viên. Ban đêm uống 1 viên bây giờ nó mới ngủ đó. Ban ngày thì 3 viên. Chẳng ban ngày cho uống cho ổn được. Bữa lần thuốc kia thì nhiều khi ban ngày hên hên thì nó ngủ được tiếng nửa tiếng. Mà ban đêm mà tới 10 giờ 12 giờ nó mới ngủ. Hồi nãy em qua vừa em đi qua cầu cái nó thấy em á, nó ở trong nhà lồng á, nó đưa giọng á, nó thấy em. Cái nó lén nhìn, nó nhìn rất kỹ. Nó lén nhìn em cái nó mới chạy vô nhà. Khôn không? Rồi bởi vậy thấy người lạ lạ qua cầu gì đó. Không biết ai không biết. Em với nó là như là quen thân. Quen thân mà tại nó vậy là vậy à. Nó bị thần kinh mà nó bảo hồi nó nhớ bảo nó không thôi chứ. Đúng rồi. Có gì đâu.
Còn cái kêu cho nó uống thuốc tới 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 vậy đi. Dạ. Con của hết sáng giờ cho nó ăn. Ngoan đi con, gắng hết bệnh đi con ha. Dạ. Để đi đi chơi. Nha Yến nha. Yến, gắng hết bệnh nha con. Nha. Tao trả lời chú Bảnh nè. Trả lời đây, chú mừng cái ai chứ lại. Chứ cập nhật hoài mà chưa có thấy Yến nói chuyện với chú hết trơn á. Em chạy nó hoài mà nó còn không mấy nữa nè. Chú nấu gì trơn, cái gậu chết luôn mà muốn nói gì nó ên đó. Ừ. Bánh luôn. Rồi. Này ở trên này, da chút đi. Này căng dữ rồi. Tại nãy điện thoại ra. Nhưng bữa nó ngồi nói chuyện tỉnh bơ nó nói chuyện nó cười ha. Vì coi nãy mới điện hồi nãy nè, mới điện nãy. Rồi nghĩ đâu hồi là anh lại đó. Vì lý do anh nói chuyện với người ngoài là bắt đầu nó tức á. Nói chuyện với gì năm nó đó. Thế em nghĩ là nó không cho anh đi đâu nói chuyện với ai chứ ơi. Nó gì? Ừ. Nó đi đám gì sẵn sẵn vậy đó. Kìa. Chạy Út con mẹ nhậu vô chở con bay bay con quý quý. Chắc mai mốt không lại thăm nó đâu, chuyện này. Hôm qua, người ta qua bên kia thăm ba đứa xinh đẹp kia đâu có bị ta. Gì. Ba đứa kia thấy em mà nó mừng. Bởi vậy tao mới biết trơn á. Thấy cái đứa nó dễ lắm, nó dễ thương lắm. Ồ. Ai đâu người như bé Yến này. Cũng kiểu như con bà gì vậy thằng này à, thằng cô. À. Kiểu như nhỏ là thằng này đó. Rồi thấy cô làm gì á. Cô ơi cô làm gì á cô. Ừ. Kìa kìa. Ráng hết bệnh đi con để ba đi làm kiếm tiền mua bánh cho con ăn. Ha, rồi đi học nha con. Lúc đi học nữa. Giờ mười mấy tuổi biết nào vô lớp được. Rồi à, rồi ca đâu hả? Rồi ngồi đi uống thiệt. Ờ Yến u đã ta ngồi đi uống nè. Đó Yến ngồi đi uống nữa. Về đi uống rồi. Vô trong uống nè, vô trong uống kìa. Khăn nước kìa, Yến vô đó ngồi uống nè. Nè, Yến ngồi đi uống nè. Ca đâu rồi? Đó, Yến ngồi đi uống nè. Đó, ngồi đi uống nè. Về vô đi uống đi. Về vô uống con. Nè uống. Ờ nó uống đi con. Ừ. Ăn đi không? Ngon. Phải sữa đó. Phải à, phải sữa à? Có gì mà nó biết không, nó cà đầu nha. Cà đường nữa uống. Phải nước. Khát nước. Khát nước, khát nước rồi. Ăn trứng gà chưa? Cà kẹo với kia kìa, con đang cầm kìa. Ngon không? Cho miếng đi, hết nước rồi. Uống cho mát, uống cho mát, mát mát mình đi rồi dạ. Mình quýnh tao tiếp nữa. Gặp người ta làm cha mà thứ mấy quạo rồi quýnh nhỏ rồi đó. Quýnh em mà em đau tim nhán lửa luôn mà em gán tại con mình quýnh mà đâu phải người ta quýnh mình đâu sợ. Kệ mình sinh ra nó mà. Nè, mai mốt đi ăn gian với chú. Đi ăn gian với chú, chú thuê xe đi ăn gian với chú đi lên núi chơi. Có vô nó quýnh. Ha. Nước kia. Phải lấy cái kia gót cho đi. Đi kia là nước vậy. Không nhau ngoài nhau. Ngoài nhau ngoài nhau. Ngoài nhau ngoài nhau. Ngoài nhau ngoài nhau. Đâu có ai nhậu đâu lũ. Quá trời. Trời ơi. Trời ơi. Cái này không ngon à. Uống nước lã này không ngon à. Cái này cũng muốn. Khát nước thì uống nó mê nước chà mà. Quậy quá khát nước rồi. Cho miếng dầu gió sức đó coi. Nó ăn mì là nó phải xé có đêm chấm rồi chấm cho nó vậy không phải nó cũng xé chấm. À ăn mì sống để gì hả? Tại thì nó muốn ăn cho nó ăn hết cái còn nhiều kem kem bóp cho cá chê ăn. Nó ăn nhiều khi cũng không hết nữa. Quét cho cá chê. Đánh nó ở này nó thấy nó phải nó phái sức dầu mà nó vừa để vô đây nó quẹt gì nè. Không dám cho sức cái nơi sợ nó ghiền không cho nó sức mà nó thấy rồi cái cô gì đó điện đó hỏi thăm coi có biết mẹ nó đâu không, nhiều khi mẹ nó về nó ổn định thôi lại sao. Ui. Hỏi thăm coi có hỏi thử coi có biết vợ em ở đâu không. Con nhỏ gì nó mặn ở bên kia cũng không biết gành đâu, chắc chắn có liên hệ mà trong khi nghịch nghịch hả ngày kia nguyên nghịch. Ừ. Tưởng đâu có người thân bên vợ bên Cà Mau á có bà, thể quen biết bà con ta. Bà có hổm mà có hổm làm như là cũng biết sơ sơ á. Ừ. Nói ở đâu ở gì đó. Đồng Nai hả? À? Không phải Đồng Nai đó. Vũng Tàu cái gì đâu ngoại á. Không lẽ vợ anh đi làm ở Vũng Tàu? Có nhà bà ngoại vợ ngoài ra ngoại mà. À ngoại vợ bên Cà Mau hả? Ở bà ghi Vũng Tàu rồi phải là gốc Cà Mau mà ra đó ở hả? Không, bà ngoại nó còn nhà thì Cà Mau nè. À gốc bà ngoại ở Cà Mau.
bà ngoại ở Vũng Tàu. Nhà nhà bà là cặp bên là núi không à? Bà cố đó, bà cố là núi không à? Bà cố con Yến là ở Vũng Tàu. Hồi xưa em có điên làng này cặp bên núi không à? Ở đó ta trồng mấy cái đào quự không à? Núi không à? Hồi đó có điên làng lâu không? Hồi đó bà cố nó bán cơm cho gần trường học. Rồi bà con nhỏ mà ở 12 á, điện á, nó coi nó là coi chừng cả hai tầng, nó coi chừng mẹ nó về vụ ngọt anh là dắt nhỏ này đi đó nghe không? Nếu mà vợ anh dắt đi anh cho đi sao đâu, mà quan trọng vợ nó, vợ anh có nuôi nổi không á? Nói về vụ anh. Vụ anh hả? Vụ ngọt ngọt nó dắt nhỏ này đi. Nếu mà vợ anh dắt bé đi anh cho không? Được mà. Nếu mẹ lo được thì mẹ lo được thì cho mẹ lo chứ mình đâu có cho người ngoài. Đúng không? Nếu mà không, mẹ nó thương á. Mẹ thì không sao. Mẹ nó. Còn mình còn đi làm được nữa. Rồi có tiền anh gửi cho nó mua đồ ăn đi, được rồi. Chứ ở đây anh cũng gò bó đâu có làm gì được. Nếu mà mẹ nó chấp nhận, nếu mà thương thì, con thì người ta coi người ta nói vậy thôi chứ biết sao. Cũng thầy nữa. Thì cái người đó ta coi người ta nói gì đó. Nó không về mà. Coi ra làm có mặt thấy ghét không? Mẹ không về mà. Mẹ không về mà nó thấy cái sao đấy. Em nó thấy là cái nhìn cái nào nó cũng thấy. Có, nói chung là có thấy chứ á, giờ quay nổi. Thấy chưa à? Ở trên mạng giờ đầy đó. Chứ có về rồi, có về đâu ai cả nó bỏ luôn mà, nó sắm không về thì có về con mà. Kỳ thật ghét. Mê với phụ nữ mê. Thì nói vậy thôi chứ. Chứ nhầm người ta cũng đâu bỏ con tụi đâu. Phải nói vậy á, nhầm người. Không, trước sau vợ anh cũng về quê à, chứ không lẽ ở đó hoài anh. Trước sau cũng về quê. Chứng minh chưa làm giấy tờ ở đây. Hình như hai vợ chồng anh có giấy kết hôn ở đây phải không? Có. Lại đâu có chưa có ly dị phải không? Nó đi tới giờ có biết ở đâu rồi ly dị. Biết rồi, ý là chưa ly dị còn nguyên phải không? Chưa còn nguyên mà. Còn nguyên mà đâu có sao. Nguyên. Nói chung là giấy tờ hộ khẩu còn ở đây mà, trước sau vợ anh cũng phải về đây à. Chứ không có uống cái được nữa. Đập luôn hả? Đổ cái trơn luôn. Trời ơi, nay là lịch trướng dữ rồi con. Bây giờ là trên ấy là người ta không nhận đó, nó nhỏ phải không? Nhỏ, tao đâu nhận, lớn mà. Bây giờ nếu mà nhận là anh em mình làm thủ tục đưa nó đi luôn. Hỏi rồi rồi. Hả? Hỏi rộ rồi. Nhỏ tao nhận, vài chục tuổi à. Nhỏ là bên gì không nhận cái chú chị ơi. Tại vì người ta nói còn nhỏ gán lưỡng nó đi. Rồi chừng nào nó lớn thì tính. Chứ còn nhỏ thì ta không có để. Chú đủ tuổi nữa mà. Chứ mình chỉ đâu phải là mình cứ nuôi vô mực chưa. Nó chưa đủ tuổi, người ta nói nó nhỏ quá gán lưỡng. Chưa đủ tuổi tao không nhận nha. Nhớ